hôm nay Mỹ Linh sẽ có planning để mà đi coi cá heo, thưa quý vị. Cá heo ở công ty là Princess Whale Watching, và ở đây có là cái vịnh, như quý vị nha, cái này là bến cảng. Bến cảng này đó thì nó có tên là Fisher World, Fisherman World. Thì thưa quý vị, ở đây á, cái bến cảng này có rất là nhiều các nhà hàng bán đồ gift shop, rồi cũng như là có các công ty mà cho mình đi coi cá heo. Thì hôm nay Mỹ Linh đi coi cá heo của công ty tên là Princess Whale Watching. Và nhưng mà Mỹ Linh đến hơi sớm, là tới 9 giờ người ta mới đi, cho nên Mỹ Linh đã hỏi là có thể ăn sáng được không. Họ nói yes, cho nên mình đủ thời gian để ăn sáng. Thì Mỹ Linh đến Crafts Louis Bistro để mà thưởng thức bữa ăn sáng ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng với Mỹ Linh đi ăn sáng để coi thử bữa ăn sáng ngày hôm nay sẽ có cái gì nha. Let's go. Và một cái tiệm nhỏ nhỏ thôi, đây là menu của họ nè. Đó, Mỹ Linh đã chọn cho mình một cái big breakfast ngày hôm nay rồi. Đã breakfast ha, mình đã có cái thực đơn rồi. Dạ, bây giờ thì mình vào bên trong để mình cùng thưởng thức nha. Có rất là nhiều các loại rượu ở đây. There we go. Đó, đây là một cái bến cảng nằm ở ngay tại Monterey. Cái bến cảng này đó, thưa quý vị, nó tên là Fisherman Wharf, để cho quý vị có thể tìm tới nha. Và cái ở đây đó có rất là nhiều các hotel gần khu vực này để mà mọi người có thể enjoy, cho nên là quý vị đừng lo lắng là không biết ở đây rồi có dễ dàng mướn hotel hay là những khách sạn như cái gì đó dễ dàng hay không. Dạ thưa, rất dễ luôn, và những khách sạn rất là gần khu vực này, cách đây chỉ có 5 phút 10 phút đều có hết, và luôn cả một dãy hotel luôn, thưa quý vị, nhiều khủng khiếp. Một con đường như vậy nó có thể tới cái hàng chục cái hotel luôn, tha hồ quý vị lựa chọn. Nhưng mà quý vị phải book trước nha, đừng như Mỹ Linh. Mỹ Linh cái gì kia book hơi trễ, đáng lẽ ra chỉ có mấy chục đồng thôi, nhưng mà có thể thành ra lên ra cả 200 đồng. Cho nên là quý vị nên book trước thì chắc chắn là giá sẽ rẻ lắm, tại vì nó cũng những cái hotel nhỏ nhỏ đơn giản chứ cũng không có gì cầu kỳ. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ thưởng thức bữa ăn sáng ngay tại nhà hàng này nha quý vị nha. Đây, cho quý vị ngắm cảnh, hơi nắng quá một chút nha quý vị. Dạ, tại vì mùa này nắng cũng lên sớm lắm. Dạ, quý vị thấy ha, bây giờ là 8 giờ sáng mà trời đã nắng như vậy rồi đó. Đó, đây là bến cảng nè, quý vị thấy không, rất là nhiều tàu, và đều chủ yếu là những tàu du lịch, không phải là tàu chở hàng. Ở đây chủ yếu đều là tàu du lịch hết. Dạ, thưa quý vị, khi xưa đó, Monterey ở nơi này, nó tên là Alta California, nó đã gọi là bị Mexico chiếm đóng 50 năm. Ở trong khoảng từ năm 1970 đến năm 1770 đến năm 1822, trong vòng khoảng 50 năm, thì cho nên khu vực này đó nó được gọi là Alta California ha, khi Mexico lúc đó gọi khu vực này như vậy. Và đặc biệt đó là cá mòi, là những cái con cá mà nhỏ nhỏ mà quý vị hay ăn cá đóng hộp đó, là ở đây sản xuất rất là nhiều luôn. Có những mùa họ có thể kéo lên cả mấy trăm tấn một lần như vậy đó. Nhưng mà sau này đó thì cuối cùng cá mòi không biết tại sao lại không có còn nữa, cho nên là dần thì khu vực này chỉ còn là du lịch thôi, chứ họ không sản xuất cá mòi như trước nữa, thưa quý vị. Có một con kim bồn không? Wow, so cute. Dạ đó, ngay chỗ mình ăn có một con chim bồ nông, thưa quý vị. Wow, đó, thấy không? Bây giờ hải âu bồ nông lại bay đến những cái khu vực này, tại vì các nhà hàng ở đây nè, thưa quý vị, chắc có mùi đồ ăn hấp dẫn quá, và những con chim bồ nông đang xuất hiện. Ok, bây giờ Mỹ Linh đã là 8 giờ rưỡi, mình sẽ còn khoảng chừng 20 phút nữa để ăn trước khi mà chúng ta sẽ lên thuyền của cái hãng tên là Princess để mà mình đi coi cá voi, cá heo ngày hôm nay nha quý vị nha. Đây, đó, quý vị thấy không? Đây là công ty mà Mỹ Linh đi coi ngày hôm nay, Princess Monterey Whale Watching, để cho mình đi coi cá heo nha. Có cá heo, có cá voi, thưa quý vị. Đó, quý vị đến đây á, mình lấy những tấm brochure như thế này nè. Đó, mình có những tấm brochure để mà mình có thể coi hết tất cả những cái chương trình. Và mùa này á, là đồ gọi là giữa mùa thu, thì họ nói rằng á, là mùa hè và mùa thu là hai mùa tốt nhất để mà coi, tại vì sẽ có rất là nhiều các loại cá. Tại vì những loại cá nó sẽ di chuyển từ vùng nước ấm đi qua vùng nước lạnh hơn, tại vì đó là vùng nước mà nó yêu thích. Cho nên bắt đầu khi mà cuối mùa hè đầu mùa thu á, thì bắt đầu là nước lạnh hơn, thì những con cá nó sẽ di chuyển về đây rất là nhiều, và mình sẽ coi được nhiều loại cá hơn là mùa xuân và mùa đông đó. Cho nên là bây giờ thì Mỹ Linh đang ở giữa mùa thu, thì để coi thử là Mỹ Linh có lucky để mà coi được nhiều loại cá
gọi là bự và đẹp ngày hôm nay không nha. Thì người ta nói có luôn cả cá voi lưng gù nè, rồi có luôn cá voi mà voi xanh nè, có luôn cả con oca là cá voi sát thủ, là cái con hung dữ của đại dương. Thì để coi thử là Mỹ Linh có lucky để coi được những con đó hay không nha. Let's go. Bây giờ thì trước khi đó mình đi ăn sáng cho đã nha. Mỹ Linh đã ăn sáng rất là no bụng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi coi cá heo nha quý vị nha. Actually cá heo, cá voi và những con hải cẩu cũng có luôn. Và bây giờ đây Mỹ Linh có trên tay cái ticket rồi của hãng Princess Whale Watching. Thưa quý vị, đây là con tàu sẽ đưa chúng ta đi nhé. Mình sẽ đi xuống bến. Thì quý vị thấy có tầng trên với tầng dưới. Cái giá vé đó, ở tầng trên là 80 đồng, ở phía dưới là 60 đồng thưa quý vị. Mỹ Linh sợ là ở trên nó công mình có thể bị lắc say sóng, cho nên là thôi đi ở phía dưới đi cho nó an toàn. Yeah. Making sure là mình sẽ có một cái chuyến đi coi cá rất là vui ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống con tàu Princess đang chờ đón mình nha quý vị nha. Alright, let's go. VIP proper đấy, cầu mình là men đã. Mình ở đây. Ok, sau đó mình sẽ đưa. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta lên tàu nha. Ok, there we go. Alright, thank you. Giờ phải cẩn thận một chút nha. Đó, rồi, ok. Dạ, yeah, bây giờ thì quý vị thấy là ở đây tàu còn có bán đồ ăn nữa kìa. Đó, nhỏ nhỏ rồi chúng ta sẽ ngồi ở đây để mà mình coi cá nha. Mình ra ngoài đây nè quý vị. Đó, there we go, đây là chỗ mình được ngồi coi cá đây. Rất là thoải mái luôn. Vô cùng thoải mái. Đó, ngồi như vậy coi cá là được rồi, thấy chưa? Rất là tuyệt vời. Hy vọng là sẽ có nhiều con cá cho mình coi nha. Tại vì quý vị biết là chúng ta sẽ đi tới 3 tiếng đồng hồ. Dạ, rất là xa đó, 3 tiếng đồng hồ lận. Cho nên là nếu không có con cá nào coi là quá buồn luôn. Nhưng mà chắc chắn là phải có. Tại vì những công ty này đó là họ kinh nghiệm, cho nên là phải biết là cái đường con cá nó sẽ đi ở đâu. Dạ, quý vị thấy không? Tàu rất là sạch sẽ, gọn gàng. Tại vì đây là phục vụ cho khách du lịch mà, cho nên là được chuẩn bị cũng chu đáo lắm. Đây, tàu hơi lắc rồi đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sẵn sàng để mà mình đi coi cá trong buổi sáng chủ nhật vô cùng đẹp trời tại vịnh Monterey ngày hôm nay nha. Và kính thưa quý khán giả, chúng ta đang đi ở trên vùng biển của vịnh Monterey. Thưa quý vị, vịnh Monterey này có một điều vô cùng kỳ bí và thiên nhiên ưu đãi cho khu vực này. Biển cá Bình Dương đang trôi chảy ở ngay tại khu vực của Bắc California. Bỗng nhiên đến ngay khu vực vùng vịnh này có một vùng đất trũng khoảng chừng 6 miles trũng xuống, và sau đó nó rộng 95 miles, ưu đãi cho khu vực này. Bỗng nhiên có một cái con đường lạ lùng đến như vậy, và nó tụ tập tất cả những cái dòng biển lạnh đi về, cho nên nó vô cùng lạnh và thu hút được nhiều loại cá quý hiếm của đại dương, quý lắm. Và đến nỗi mà ngay tại ở khu vực này nó có một cái viện gọi là aquarium và viện hải dương ở đây để mà nghiên cứu tất cả các loại cá biển nổi tiếng và lớn. Cho nên là tại sao đến mùa đó thì những con cá lớn như con cá heo, con cá voi, con cá mập đều tập trung khu vùng biển này, là tại vì biển rất là lạnh. Và cũng như là quý vị thấy có những con cá mà sống ở vùng nước lạnh và vùng nước sâu đều tập trung ở đây hết. Cho nên là đây là được thiên nhiên ưu đãi và kỳ bí, không hiểu tại sao tự nhiên tạo ra một vùng vịnh như vậy luôn. Và nó sâu khoảng chừng là 6 miles, rộng 95 miles, để mà chúng ta có thể có được những loại cá nó di cư về vùng này trong những mùa nước lạnh. Và thưa quý vị, dĩ nhiên lạnh quanh năm, nhưng có những cái mùa giống như mùa thu và mùa đông như thế này thì nước đặc biệt lạnh. Thế cho nên là quý vị thấy là cá di chuyển về. Thì bây giờ hy vọng chúng ta sẽ coi được rất là nhiều loại cá đẹp và kỳ lạ ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời tiết vô cùng ưu đãi, chưa quý vị thấy là nắng chan hòa luôn. Dĩ nhiên là chúng ta đi tàu thì phải lạnh rồi, nhưng mà không có quá lạnh để mà mình bị khó chịu thưa quý vị. Vô cùng đẹp. Và trên con thuyền này đó, ở phía dưới tầng dưới của chúng tôi có khoảng 10 người, ở phía tầng trên thì có khoảng 20 người đang đi. Và tầng dưới này đó, cái ticket của nó khoảng chừng 60 đồng thưa quý vị. Dạ, 60 đồng cho một ticket ở tầng
trên là khoảng 80 đồng cho một ticket để mà mình có thể mua vé và mình đi coi. Hi, what's your name? Sophia. Okay, hi Miss Sophia. So, where you from? Oh, you're from San Francisco. Thưa quý vị, cũng gần đây thôi. San Francisco thì cách đây cũng khoảng chừng một tiếng. Alright, so how many times you come to like watching the world already or the first time? I've seen this and come at least 5 times already. Oh, 5 times already. Yeah, và đi 5 lần rồi. So, is it good? You can see the like the big world something? Yes, you see many companies. Really? Yeah, mà nói có nhiều đá lắm, rất là tuyệt vời luôn, và nói vui lắm. And then, okay, so I know that's really special place. You can see the ocean, you can see the big world, everything. So how you feel? Enjoy it? Yes. Yeah, và nói tuyệt vời lắm, và đến đây là coi như là một năm gì đến vài lần. And so you go with your family or just by yourself? Alright. Dạ, bà đi cùng với chồng của bà nữa và rất là enjoy, rất là thích thú, và bà nói là mỗi lần bà đi đều có cá. Hy vọng hôm nay cũng vậy. Alright, so hope we can see really big world today. Alright, so you can see like the dolphin or the whales or something. Yeah. Most likely we will see humpback whales. Humpback whales. Humpback whales. And then their tail goes down very slowly. It's so beautiful. Oh, wow. No, this is my first time, so that's why. Oh, yeah. Oh, so right. You see dolphins and humpback whales. Wonderful. Yeah. Thưa quý vị, bà nói là có sẽ thấy cá, và nói là có nhiều cái con cá heo, con dolphin đó, rồi xong nhiều có nhiều cái con cá mập, xin lỗi, con cá voi, mà nó có thể cái vòi nước của mình, quý vị nhớ con cá voi á, và nó xịt nước lên trên đầu nó ăn. Rồi xong rồi nó bắn những cái tia nước rất là cao, và nó bắn chậm lên trên nữa, rồi xong rồi nó nặng lên, nó bay lên cả mặt nước, rồi nó đáp xuống từ từ, nhìn rất là kiểu rất là dễ thương. Cho nên là quý vị sẽ thấy những con cá đó, nó gọi là không tập vô, thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy những con cá đó nha. Alright, okay, thank you so much, we can enjoy. Alright, thank you. Dạ, quý vị biết là bây giờ nè, mình đang đi trên cái con tàu này, cho nên là sẵn tiện là một tiếng đồng hồ lần đi hơi xa. Thôi mình nói chuyện với nhau chút xíu ha. Quý vị biết là có người sẽ rất là bị say sóng, có người thì không có say. Tùy cái cơ địa mỗi người, nhưng mà có đôi khi có những người là quen nữa. Giống như Mỹ Linh, từ nhỏ là khi mà ông nội còn sống là cũng hay cho Mỹ Linh đi biển chơi, rồi chèo mấy cái muỗng đó, chèo mấy cái thúng đó. Rồi cho nên là chèo thúng thì rồi đi ra biển chơi, rồi đi đánh cá. Lúc đó là mỗi lần dịp hè đó là được ông nội chở đi đánh cá, mà đánh cá trên những cái thuyền nhỏ thôi, chứ không phải là thuyền lớn gì hết, nhỏ thôi. Đi đánh mấy con cá đối đó, rồi cứ lấy cái cây rồi cứ đập xuống nước cho ông nội để mà cái con cá nó bơi vô lưới đó. Rồi được rồi gia đình Mỹ Linh đó thì ở Nha Trang thì có cái rọ tôm, tôm hùm, cho nên là nuôi tôm hùm thì nuôi rất là xa bờ, có thể là cả tiếng đồng hồ lái xe, lái tàu lận. Cho nên là nhiều khi là hồi nhỏ là được ba cho ra rọ tôm hùm chơi, cho nên là cứ đi như vậy ở ngoài biển thì cũng quen. Và cứ mỗi dịp hè, thường là mỗi dịp hè là được về quê ông nội chơi, rồi được ba cho đi chơi biển, cho nên là thật sự rất là quen với biển, không có cảm thấy khó chịu gì khi đi ra biển. Và bây giờ chuẩn bị có cá rồi, cho nên là bây giờ là mọi người đang announce chuẩn bị để mà mình đi ra coi cá nha quý vị nha. Let's go. Cho nên là may quá mình lên không có bị say sóng, cũng cảm thấy là thoải mái thôi để mà tường trình với quý vị. Bây giờ thì mình đi ra coi cá nha quý vị nha. Ok, bây giờ mình sẽ coi cá nha. Thank you.
quý vị biết là những chuyến tàu như thế này giống như tàu Princess sẽ lần theo những cái con cá heo, tại vì sẽ có những con cá heo mà nó đi theo những con cá lớn, có những con cá voi lớn nó sẽ rượt những cái đàn cá mà nằm ở dưới sâu dưới đại dương để nó ăn. Thì những con cá heo đó sẽ đi ăn ké, nó đi ăn heo thưa quý vị, là nó sẽ ăn, tại vì có những con cá họ nó bị rượt, nó sẽ bay lên khỏi mặt nước hoặc là nó nổi lên trên nhiều hơn, thì những con cá heo còn bắt đầu mới đi theo đó để ăn. Cho nên là những chiếc tàu này họ sẽ đi lần mò theo đàn cá heo mà ăn những con cá nhỏ đó. Riêng như vậy là sẽ tìm được những con cá lớn để mà chúng ta thấy được, có thể thấy được luôn cả những con cá voi bự hoặc là những con cá voi lưng gù phun nước để cho chúng ta có thể coi. Cho nên là chiếc tàu này rất vất vả là đi lần theo dấu những cái con cá voi đó nhờ đàn cá heo nhỏ ăn theo thưa quý vị. Đó cho nên là rất là vui là ngày hôm nay chúng ta cũng quay được một số cảnh là đúng là dạ có cá để cho quay. Rất kỳ, thật sự là họ đã tìm được cá, những cái đàn cá để mà chúng ta có thể có được những hình ảnh của cá heo, cá voi ngày hôm nay kính thưa quý vị. Và sau đây là một số hình ảnh mời quý vị theo dõi là chúng tôi đã quay hình ảnh những đàn cá heo này như thế nào, rồi cũng như những hình ảnh mà những người họ đã quay được close up, quay được gần những đàn cá này để cho quý vị theo dõi nha. Kính mời quý vị. Và bây giờ thì sau khi mà 3 tiếng đồng hồ lên đến ngoài biển để mà coi cá thì bây giờ chúng ta đã cập trở lại bến rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị lên lại ở trên bến cảng nha quý vị. Và đây là bến cảng Fishman World. Và cho nên là bây giờ chúng ta cùng quay trở lại nha. Giờ quý vị thấy là con tàu bên cạnh nó tấp nập, người ta đã gấp lại chờ rồi phải không? Đó, chuyến thứ hai là chờ. Như vậy là những người ở trên thuyền họ làm việc cũng vất vả lắm đó quý vị. Cả ngày là chuyến này hết chuyến kia liên tục. Rồi xong rồi cứ 3 tiếng đồng hồ lên trên rồi lại vừa mới cập bến lại có người tiếp theo nữa. Rất là bận rộn luôn. Và quý vị thấy là bây giờ thì chúng ta đã trở lại bến cảng rồi. We good. I see for me, please. I see. Me too. Two I see. Okay. Any appetizer? Would you like to start with? All right. May we have start with the fried calamari? Fried calamari. Yes. Thank you. That's a great one. Yeah, kính thưa quý vị, sau khi mà mình đã lên trên biển 3 tiếng đồng hồ. Dạ, và 12 giờ trưa rồi, rất là đói bụng ha. Cho nên là Mỹ Linh sẵn tiện ở đây, chúng ta có cái harbor là cũng ở đây là một cái vịnh mà và dạ, một cái bến cảng. Dạ, cho nên là cũng vui lắm và có nhà hàng, cho nên Mỹ Linh đến với Breakfast Harbor Grill, một nhà hàng nằm ngay ở trên bến cảng này luôn. Dạ, bến cảng này là Fisherman Wall. Dạ, ở đây đó thì để cho quý vị có thể thấy được những cái đồ ăn ở đây nè. Đó, menu đơn giản vậy thôi, cũng không có hình ảnh. Để có nhiều menu thì họ làm chụp hình rồi này kia, nhưng menu này rất là đơn giản, ghi chữ thôi. Nào, họ có những món để mà khai vị, những món starters. Rồi ở đây Mỹ Linh chọn fried calamari, mực chiên giòn. Đó. Rồi còn có cái bánh thịt cua, nhưng mà Mỹ Linh không có ăn cái món đó. Mà còn ở đây còn có salad. Dạ. Rồi còn có những cái món burger. Rồi ở đây nữa, đây là có món chính. Món chính là có cá này quý vị. Rồi có mực chiên giòn. Rồi xong rồi, có tôm nữa. Dạ, có tôm nướng nữa quý vị. Có mực chiên, có tôm nướng. Dạ, rồi có cá somen. Nói chung là những cái món mà seafood là nhiều. Có cả pasta nữa. Rồi chúng ta cùng thưởng thức buổi trưa ngày hôm nay nha. Dạ, và kính thưa quý vị, sau đây là món chính của chúng ta. Đây là món cá nướng, gọi là món mahi mahi, kiểu của người Hawaii. Dạ, người Hawaii mà sống xung quanh biển mà làm món đồ ăn về seafood là đúng là chắc chắn là phải ngon rồi. Chính vì làm kiểu Hawaii cho nên quý vị thấy là có rất là nhiều thơm. Dạ, có trái thơm ở đây, rồi có zucchini, đó, có trái dưa ở đây. Họ xào lên, rồi có cả dưa leo, và có cả ruột dưa gan, họ cũng xào lên luôn.
Đó, phải chưa? Hấp dẫn, hấp dẫn. Đây, mahi mahi kiểu của người Hawaii. Đó, có luôn mashed potato. Rồi tiếp đến nữa, cái món này là món đặc biệt nè ha. Sau khi mà quý vị đã thưởng thức cái món calamari, tức là mực chiên giòn, ăn cùng với cái sốt Thousand Island rồi đó, thì đây, clam chowder. Thật ra clam chowder cũng là một trong những món khai vị. Nó không phải là một trong những món chính đâu, nó là món khai vị. Mà quý vị thấy nè, trời, bánh mì nướng hấp dẫn không? Nướng bùng quá đẹp luôn. Rồi ở trong này dĩ nhiên là phải có con clam. Đó, rồi. Rồi sau đó thì nó có cream. Đó, clam nấu với cream tạo thành một cái loại sauce hơi đặc đặc. Thì clam rất là tươi luôn á. Và đặc biệt là chính là cái ổ bánh mì hấp dẫn này đây. Cho nên khi mà mình thưởng thức cái bánh mì này, mình chấm với cái nước sốt kem này sẽ rất là ngon luôn thưa quý vị. Một món hoàn hảo. Cho nên nếu mà quý vị ăn á, thường á, là mình sẽ kêu một món khai vị nhỏ nhỏ này, rồi sau đó mình kêu một món chính thôi thì sẽ rất là no luôn. Rồi, đây là một phần Mỹ Linh nghĩ là phải 2 đến 3 người ăn thì mới hết được nha. Rồi mời quý vị cùng thưởng thức với Mỹ Linh buổi trưa đặc biệt ngày hôm nay tại một vịnh rất là tuyệt vời, vịnh Monterey, kính thưa quý vị. Và kính thưa quý khán giả, và khi mà quý vị đến với cái khu vực bến cảng này thì mình sẽ thấy được cái một cái bảng đá để mà khắc những cái năm đáng nhớ, những ngày lịch sử của khu vực gọi là Monterey Harbor, tức là bến cảng Monterey. Thì ở đây người ta đặt tên là bến cảng Monterey tại vì nó nằm ở trong khu vực của vịnh Monterey. Dù rằng thực chất cái bến cảng này nó là Fisherman Wharf, nhưng mà người ta vẫn hay gọi nó là Monterey Harbor. Và đây là cái địa điểm để mà nhìn về phía biển rất là đẹp. Và ở đây là nơi mà có thể nói ghi dấu lịch sử bắt đầu từ việc gọi là một người tên là Juan Rodriguez đã đến đây và gọi nơi này là Bay of Pies vào ngày 17 tháng 11 năm 1542. Wow, cho nên mình đang đúng đến cái ngày lịch sử này luôn, còn có 2 ngày nữa thôi mình đang ở đây là ngày 14 tháng 11 thưa quý vị. Wow, cũng rất là connect luôn nha. Rồi đâu sau đó là một người nữa là Sebastian Vecchino, là người đã đầu tiên bước đến cái vùng đất mà quý vị đang đứng ở đây là vào ngày 16 tháng 12 năm 1602. Và ông ấy chính là cái người Mexico đầu tiên để mà đánh dấu sự kiện là người Mexico chiếm lấy vùng đất này. Và họ ngự trị ở đây 50 năm, từ năm 1770 đến năm 1822, giống như Mỹ Linh nói. Tiếp đến nữa thì vào ngày 3 tháng 6 năm 1770 thì được đánh dấu là Monterey Bay Day, là tức là cái ngày mà gọi là cái bắt đầu cái vùng đất này và để mà người ta đặt ra cái những cái điều lệ đầu tiên, luật lệ đầu tiên cho vùng đất. Và cho 76 năm thì cái người Mexico đã chiếm giữ cái vùng đất này, thì họ đặt tên, giống như Mỹ Linh nói, họ đặt tên cái nơi này là Alta California. Thì họ vẫn giữ và sau đó thì họ vẫn ở đây và stand nearby rất là gần đây đến năm 818. Thì lúc này cái khu vực này mới được tái chiếm trở lại, kính thưa quý vị, bởi US Navy. Và họ đã thực hiện một cái cuộc chiến ở đây và nó kéo dài nhưng mà rất là nhanh chóng, chưa đầy 3 ngày luôn.
thì họ đã thực hiện được một cái cuộc chiến rất là gọi là vĩ đại đây. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1846 thì cuộc chiến đã đến hồi kết thúc và bắt đầu declare, tức là bắt đầu ghi danh, vinh danh, đánh dấu cái sự chiến thắng. Và lúc đó thì có 3 con tàu và mang theo 28 lá cờ của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đã bắt đầu xây dựng và đã chiếm lấy và thể hiện cái sự chiến thắng của mình ở trên vùng đất này, kính thưa quý vị. Và sau đó 3 năm sau, vào năm 1849 thì đã có rất nhiều những con tàu khác của nước Mỹ đã đến cập bến cảng của Monterey Harbor để đánh dấu chủ quyền và ngay trên vùng đất liền, ngay trên vùng đất liền vào năm 1879 thì bắt đầu là ông Robert Louis Stimson đã bắt đầu bước lên trên này và gọi đây là một cái hòn đảo gọi là kho báu, thưa quý vị, Treasure Islands. Và đến năm Treasure Island đã bắt đầu là gọi là đánh dấu chủ quyền của vùng đất ở Harbor này, Monterey Harbor này và bắt đầu từ năm 1854 cho đến thập niên 1900 thì Monterey vẫn được biết đến là một cái vùng vịnh rất là tuyệt vời và là nơi sản sinh của cá heo, rồi cũng như là tất cả những người thủy thủ đã đến đây nơi cái vùng đất này. Và sau đó năm 1930 thì ở đây được coi là một trong những cái nơi mà sản xuất cá mòi gọi là lớn nhất thế giới luôn, thưa quý vị. Đó, còn sardine nó là lớn nhất thế giới luôn. Và bây giờ thì chúng ta vẫn có thể nhìn lại lịch sử của mảnh đất này để chúng ta nhìn thấy nơi đây tuyệt vời như thế nào. Và quý vị nhìn thấy tàu bè vẫn đang tấp nập ở đây, người người vẫn đang đến đây du lịch và bây giờ đã mở cửa trở lại sau hơn một năm đại dịch, thì bây giờ tất cả mọi thứ chúng ta thấy là sự sống đã quay trở lại với lại bến cảng Harbor, kính thưa quý vị. Trong một cái khuôn viên rất là vui và người ta ở đây ăn uống vui chơi, bán đồ lưu niệm, rồi những cái dây đeo dồn, rồi bông tai, dây chuyền, tất cả mọi thứ trở nên rất là sống động, và nhất là một ngày Chủ nhật thật là đẹp trời tại bến cảng này, kính thưa quý vị. Và quý vị thấy là mọi người đang ở đây tập trung đông vui lắm. Cho nên nếu có dịp quý vị đến với lại Bắc Cali thì quý vị đừng quên ghé đến bến cảng này Monterey, và vịnh Monterey để mà enjoy một cái ngày nghỉ cùng với gia đình của mình, chắc chắn là sẽ rất là vui, thưa quý vị.